Để lấy được dịch tị hầu hoặc là dịch hầu họng của người nghi nhiễm COVID-19 thì kỹ thuật viên sẽ đưa que lấy mẫu vào sâu trong họng, giữ 5 giây và sẽ xoay nhẹ. Mẫu lấy không đúng cách thì kết quả xét nghiệm cũng dẫn đến sai lầm. Vậy cụ thể quy trình lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 thế nào? Và ngay bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chia sẻ của Thạc sĩ Lê Hoàng Anh, Phòng xét nghiệm virus, Viện Pasteur, Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như mà họ lấy không đúng, không được cái dịch mà nó dính trên cái đầu tâm tâm bom được thì cái khả năng nó dẫn đến cái hiện tượng gọi là âm tính giả thì rất là cao. Có mình lớn ra, huyết thổ cao lên, lên mũi dài ra. Thì việc lấy mẫu, cái người lấy mẫu phải được tập huấn. Đầu tiên là chúng ta sẽ lấy tị hầu, dịch tị hầu. Và trường hợp nếu mà dịch tị hầu chúng ta không lấy được thì chúng ta sẽ thực hiện lấy quái họng. Thì thông thường để mà tăng cái hiệu quả thì chúng ta nên kết hợp giữa việc lấy tị hầu và lấy quái họng. Về vị trí mà chúng ta lấy, chẳng hạn như là khi mà đưa vào trong cái họng rồi thì chúng ta sẽ thấy được hai cái vùng amidan ở hai bên, thì chúng ta sẽ miết nhẹ vào hai cái vùng amidan này 3 đến 4 lần và chúng ta phải lấy được cái dịch ở thành họng sau. Sau đó chúng ta mới cho cái que đó vào trong cái môi trường vận chuyển virus. Còn đối với ngoái tị hầu thì chúng ta phải đưa cái que vào trong cái sâu trong cái vùng tị hầu. Đến khi nào mà chúng ta chạm thấy có vật cản thì chúng ta dừng lại. Chúng ta phải giữ đó khoảng 5 giây và chúng ta xoay nhẹ để đảm bảo rằng là cái dịch nó dính trên cái đầu của cái que lấy ngoái tị hầu. Thì chính vì những vị trí lấy như vậy thì nó có khả năng nó gây ra những phản xạ gọi là nôn cho bệnh nhân. Cho nên là chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc và chúng ta phải tư vấn bệnh nhân về những cái vị trí chúng ta lấy để đảm bảo rằng bệnh nhân hợp tác.